Ra mắt vào năm 2021, bom tấn Eternals đã thể hiện tham vọng mạnh mẽ khi đào sâu vào các thực thể vốn tồn tại từ thời kỳ sơ khai của vũ trụ, qua đó mở đường cho tới tận 4 cốt truyện sẽ đóng vai trò rộng lớn hơn ở tương lai của MCU. Tuy nhiên, xuất phát từ thái độ đón nhận phân cực của giới mộ điệu, kết hợp với việc Marvel Studios đang tập trung toàn bộ nguồn lực vào câu chuyện đa vũ trụ, thì các sự kiện xung quanh Eternals vì lẽ đó đành bất đắc dĩ thành kẻ ra rìa, đến mức ở thời điểm hiện tại, bạn sẽ chẳng còn nghe bất cứ ai bàn luận về phần phim tiếp theo hay những cái kết còn dang dở đang chờ đợi Star Fox và cả Black Knight. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Way to the Movie nhìn lại hành trình của các Celestials trên màn ảnh rộng. Một phần để cho đỡ quên, và quan trọng không kém là phân tích xem tiềm năng nào để đấng sáng tạo trở lại trong Phase thứ 6, giai đoạn tràn ngập các trận đánh sẽ ảnh hưởng đến cục diện của Multiverse Saga. Không để mất thêm nhiều thời gian nữa, hãy cùng chúng mình tìm hiểu tuốt tuần tuột về Celestials ngay thôi nào. Let's go! Từ thuở hư vô, trước cả sự xuất hiện từ 6 dị điểm và buổi bình minh của vũ trụ, các Celestials đã tồn tại. Họ là những thực thể sở hữu quyền năng vô hạn. Họ tạo ra mặt trời đầu tiên, mang ánh sáng đến ngân hà và để các vì sao thổi hồn cho sự sống. Tất cả đều rất cân bằng. Trong bản live action, thì Atrium the Judge được nhìn nhận như là một Prime Celestials, thực thể chịu trách nhiệm lãnh đạo các đồng niên khác để tạo ra vũ trụ chủ phú, với đỉnh cao là sự sống sở hữu trí khôn như ngày nay. Cái vấn đề ở đây bắt nguồn từ việc vũ trụ là một sự trao đổi năng lượng mang tính liên tục, một chu kỳ vô tận của việc sinh sôi và hủy diệt. Năng lượng từ một hành tinh bị hủy diệt tạo điều kiện để Celestials hình thành nên mặt trời, trọng lực cũng như các thiên hà khác. Chu kỳ lại thì bản chất của vũ trụ đã thúc đẩy sứ mệnh duy nhất cho các Celestials. Họ phải lan truyền sự sống trải dài khắp vũ trụ mênh mông, và cách thức tối ưu nhất để thực thể này đưa ra đó là seeding, hay hiểu nôm na là ươm mầm. Theo đó, hàng ngàn hành tinh sẽ được đặt hạt giống của các Celestials sơ sinh. Thức ăn nuôi dưỡng họ chính là cư dân ở trên chính hành tinh, nhưng không phải theo nghĩa là ăn thịt, mà là hấp thụ nguồn năng lượng từ sinh khí, từ hiện tại, từ sự vun vinh của các nền văn minh. Vòng đời để tạo nên thiên thể tiêu chuẩn phải mất hàng thiên niên kỷ để hoàn thành, từ giai đoạn ươm mầm cho đến sự xuất hiện. Khoảng thời gian dài đằng đẵng này không hề hà gì, mà lo ngại chủ yếu từ các đấng sáng tạo là việc hành tinh được chọn làm vật chủ liệu có phát triển đến hạn ngạch để sinh ra các Celestials hay không. Nhằm đảm bảo quá trình nuôi dưỡng diễn ra trơn tru, thì Astrim đã kiến thiết nên Deviants, một chủng loài mạnh mẽ đủ khả năng để càn quét những mối đe dọa kìm hãm quá trình tiến bộ của các hành tinh. Đáng tiếc là do bản chất sinh học từ việc biến đổi gen, các Deviants đã tiến hóa phản bội lại nhiệm vụ được Astrim giao phó, mà thay vào đó là săn lùng, xóa sổ mọi sự sống tồn tại. Không muốn tốn công ngăn chặn thêm những tạo vật bất hảo, các Celestials đã cẩn thận hơn trong việc khai sinh ra những sinh vật tổng hợp thế hệ mới mang tên là Eternals. Các Eternals được gửi đi khắp vũ trụ để chặn đứng dã tâm từ Deviants. Đồng thời, họ được cho phép ở lại để hỗ trợ sự sống có trí tuệ trên các hành tinh được ươm mầm, qua đó thúc đẩy nhanh hơn tiến độ phát triển cho các nền văn minh. Thứ duy nhất liên quan đến xung đột mà các Eternals không được phép can thiệp chính là mâu thuẫn giữa các sinh vật cấp cao trên hành tinh. Nó đơn giản là nếu chiến tranh của nhân loại diễn ra thì các Eternals cũng buộc phải đứng ngoài, kể cả bom rơi đạn lạc có đang làm ảnh hưởng đến kế hoạch sinh ra Celestials trong lòng đất. Theo Astrim giải thích với Cersei, một Celestials cần phải được tạo ra sau mỗi thiên niên kỷ, và trái đất là hành tinh được lựa chọn để gieo mầm cho Tiamat. Đáng lẽ, cú búng tay của Thanos đã phần nào thể hiện khía cạnh tích cực của nó, vì sự biến mất của một nửa nhân loại sẽ phần nào hao hụt đi phần sinh khí cần thiết để Tiamat ra đời. Dẫu vậy, nói thế không phải là để dìm hàng nỗ lực đảo ngược tâm blip của các Avengers huyền thoại, khi chính thái độ kiên cường chống lại Thanos đã khiến cho Ajax, thủ lĩnh của các Eternals, bị lay động. Loài người rất xứng đáng được tồn tại, và bất chấp các mâu thuẫn trong quan điểm, gia đình Eternals đã thành công ngăn chặn sự ra đời của Tiamat một cách vĩnh viễn, cứu trái đất khỏi cảnh hủy diệt sau bao nỗ lực đấu tranh mà nhân loại đã bỏ ra. Chuyện tài đình này đã đến tai Astrim thì cũng đã muộn màng. Trừng phạt Cersei, Fastos hay King Gold cũng không thể đem lại sự sống cho Tiamat, và chính vì vậy, thủ lĩnh của Celestials đã tạm thời rời đi nhằm suy nghĩ về một phán quyết. Thực chất, ta cũng ngầm hiểu là Astrim muốn để thời gian kiểm chứng cho quyết định nhân từ mà các Eternals đã đơn phương đưa ra. Celestials phổ biến nhất và phần đông khán giả có thể gọi tên chính là Ego, The Living Planet. Hành tinh sống đóng vai trò phản diện trong Guardians of the Galaxy Volume 2 cùng với rất nhiều biến thể ở loạt phim What If liên quan đến cuộc đời của Peter Quill. Xuất thân thì có vẻ là giống, ấy vậy mà đặc thù sinh học của Ego lại sở hữu cấu tạo hết sức độc đáo nếu đặt lên bàn cân so sánh với các Celestials khác. Ông được sinh ra như một bộ não khổng lồ,
Thế nhưng quyền năng lại cho phép Ego thay đổi các phân tử xung quanh để tạo một hành tinh hoặc hiện diện dưới bất kỳ hình dạng thức sống nào. Về cơ bản, sứ mệnh mà Ego theo đuổi cũng na ná với các Celestials trong loạt phim Eternals. Thực thể này chu du khắp thiên hà, ươm mầm trên cả ngàn hành tinh với hy vọng biến chúng thành một phần mở rộng cho bản thân. Khác biệt có chăng là hạt giống của Ego chỉ được phép kích hoạt với sức mạnh của một Celestial thứ hai, buộc The Living Planet phải tạo ra một thiên thể mới, mà theo cách làm ở Ego ở đây, đó là sinh sản với các loài khác giới. Cũng thông qua Guardians of the Galaxy Volume 2, người hâm mộ cũng đã có dịp diện kiến Nowhere, một hộp sọ của Celestials cổ đại mắc kẹt ở vành đai thiên hà. Mặc dù ta chưa từng nắm được thông tin về Celestial xấu số đã bị chạm đầu, thế nhưng lịch sử lâu đời trên Nowhere đã cho thấy tầm vóc của Celestials này là khiếp đảm đến mức độ nào. Theo đó, Nowhere đã từng bị tập đoàn Taven thuộc địa nhằm khai thác những vật chất hữu cơ còn sót lại ở chiếc hộp sọ. Vào năm 2018, thì Thanos đã tấn công vào căn cứ của The Collector nhằm chiếm đoạt Reality Stone. Cuộc chiến cũng vô tình chấm dứt luôn công việc làm ăn ở Nowhere, tạo điều kiện để Guardians of the Galaxy cải tạo nơi này thành trụ sở vui chơi nhảy múa xuyên thiên hà cho cả đội. Cái tên cuối cùng được các vệ binh giới thiệu chính là Essence the Searcher. Celestials mặc giáp tím đã giáng trần để phô diễn sức mạnh tuyệt đối mà viên đá sức mạnh cung cấp. Chỉ bằng cái gõ trượng thì Essence đã xóa sổ toàn bộ bề mặt của một hành tinh. Hành động hủy diệt nền văn minh mà cho đến nay vẫn chưa có lý do đằng sau nó là gì. Đáng lý ra, với biệt danh là The Searcher hay Người Tìm Kiếm, Essence không nên bị đính kèm với phân cảnh bạo lực cho lắm. Một Celestial khác từ thuở bình minh của vũ trụ cũng gọi tên Nether với biệt danh là The Calculator, báo hiệu cho chức năng thu thập và xử lý lượng dữ liệu khổng lồ từ khắp ngóc ngách ở thiên hà. Nổi bật với bộ giáp màu xanh lam đặc trưng, thực thể này lần đầu tiên được nhìn thấy thông qua thấu thị của Cersei, thời điểm mà cô nàng chính thức bước lên để đảm nhận vai trò là Eternals tối thượng. Có thông tin từ Nether thì sẽ cần đến Analyzer, một cá nhân chuyên phân tích dữ liệu để trình báo lên cho Ashram. Giống với những đồng bọn còn lại, thì Jeremiah là Celestials chứng kiến tầm ảnh hưởng lên việc tạo nên các vì sao, trực tiếp dẫn đến sự hình thành của thiên hà và sự sống. Thú vị là tên của Jeremiah đã từng được một quán bar nổi tiếng ở Nowhere sử dụng. Tương đối trẻ trung so với các Celestials đại thụ, thế nhưng Horgrin chính là thiên thể đầu tiên thành công sinh ra từ quá trình đột sinh. Cùng biệt danh là The Measurer, Celestial xanh lá này có vẻ to lớn và có phần hơi hung bạo so với một chuyên gia đo lường, người thực hiện các cuộc khảo sát chi tiết về mỗi hành tinh. Bên cạnh các Celestials máu thuần chủng, thì MCU cũng từng giới thiệu hai phiên bản được lai giống bởi Ego, đó là sao chúa Peter Quill cùng với cô em gái Mantis. Và trong khi Mantis chẳng hề sở hữu chút sức mạnh thiên thể nào, thì Star-Lord lại thừa hưởng những yếu tố di truyền của một Celestial. Cách thức mà Ego áp dụng minh chứng cho việc một Celestial khác cũng có thể được tạo ra thông qua việc sinh sản hữu tính, chỉ là trường hợp trọn vẹn như Star-Lord thì lại cực kỳ hiếm. The Living Planet đã hạ sinh hàng trăm, hàng nghìn đứa trẻ, thế nhưng chỉ có thủ lĩnh của các vệ binh là đáp ứng đủ điều kiện để trở thành người kế cận. Cuối cùng, MCU cũng đã từng nhắc đến một Celestial rất quyền năng. Chỉ tiếc là thiên thể này lại xuất hiện dưới hình dạng của một trạng tượng, không biết nói hay thể hiện quyền năng gì đó khủng khiếp. Cụ thể là The One Above All, đấng bề trên của tất cả, đã được ngụ ý trong ngôi đền của Eternity, một phân cảnh thuộc dự án Thor Love and Thunder. One Above All đóng vai trò là thủ lĩnh của các Celestials trong truyện tranh, nguyên tác đã bị thay thế bằng Ashram trên live action. Marvel Studios đã công bố cái nhìn tổng quan về kế hoạch của mình cho đến hết giai đoạn 6. Với việc Eternals phần 2 không hề xuất hiện, cũng như các dự án khác đều chẳng mạnh nhà đả động đến chủng tộc bất diệt. Nhiều khán giả hâm mộ đều không khỏi băn khoăn về tiền đồ đen tối của các Celestials trong vũ trụ đền ảnh Marvel. Liệu có phép màu nào để kể thay thế Kang the Conqueror đến bắt tay với họ, hay tại một viễn cảnh thần kỳ nào đó, Galactus, một kẻ ăn hành tinh sẽ bất ngờ xuất hiện? Trở lại với điểm cuối của câu chuyện còn dang dở, Eternals đã kết thúc trong tình thế 50-50 khi biệt đội bị chia cắt làm hai phần. Cersei, Phastos, Kingo quyết định ở lại trái đất, qua đó tiếp tục kiếp người mà họ đang trân trọng. Nhóm còn lại bao gồm Thina, Makari và Juri dứt áo ra đi, bỏ lên tàu Domo để tìm kiếm các Eternals vất vưởng ngoài vũ trụ. Trên hành trình của mình, họ vô tình bắt gặp Eros, em trai nổi danh của Thanos đang đi lạc cùng Pip the Troll. Eros đề nghị giúp họ trong sứ mệnh đoàn tụ, và khi mà anh chàng cầm khối cầu giao tiếp với Celestial trên tay, các Eternals không muốn tin cũng chẳng được. Vào giai đoạn đầu của Phase 5, những tưởng Celestials với một cốt truyện liên quan khá chặt chẽ đến nguồn gốc của Star-Lord sẽ được đả động ít nhiều ở Guardians of the Galaxy phần 3, thì sau cùng lại chẳng có gì cả. Ưu tiên của MCU là làm rõ một tiền đề quan trọng sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến đa vũ trụ, rồi dần dần mở đường cho các cuộc xung đột quy mô hơn. Từ định hướng rõ ràng như vậy,
thì cameo chấn động từ Harry Styles cũng như phần còn lại trong câu chuyện mà Chloe Zhao chắp bút, dễ hiểu đã không tránh khỏi cảnh lạc lõng trong chủ đề chung. Nhìn vào lịch trình còn lại của Monsterverse Saga, sân chơi hợp lý để Celestials cũng như các Eternals tái xuất có lẽ sẽ chỉ đến từ dự án Avengers thứ 5 chưa được đặt tên và trận đánh tổng lực Secret Wars. Tất nhiên, vẫn hoàn toàn đủ khả năng để Marvel Studios bất ngờ công bố hậu bản của Eternals, bởi công ty mới chỉ tiết lộ một phần nhỏ dự án sẽ xuất hiện ở Phase 6. Thế nhưng, với tình hình không thể ảm đạm hơn trên truyền thông, thật khó để tưởng tượng một ngày đẹp trời, Kevin Feige sẽ bổ sung Eternals phần 2 vào chung mầm với Spider-Man 4, Armor Wars và Fantastic Four. Trong trường hợp xuất hiện ở bộ đôi Avengers, thì người hâm mộ sẽ có cơ hội tường tận về sự nhận thức của Celestials đối với TVA, hay đặc biệt là thần Loki quyền năng đang nắm giữ toàn bộ dòng thời gian. Quan trọng hơn, tương tác giữa họ sẽ là câu trả lời xác thực nhất cho việc Celestials là các thực thể bị giới hạn chỉ trong MCU hay hiện hữu độc nhất trong toàn cõi đa vũ trụ. Bất kể có là thế nào thì Secret Wars cũng sở hữu cái cớ rất hợp lý để Celestials, những thực thể ám ảnh với thiên hà mà bản thân dày công ươm mầm, bị lôi kéo về cả hai phe chính diện lẫn phản diện. Điều này cũng đồng nghĩa rằng cán cân sức mạnh sẽ là khá chênh lệch, đòi hỏi MCU sẽ phải giới thiệu thêm những thế lực, thậm chí còn quyền năng hơn, qua đó đem phần đe dọa cho cuộc va chạm giữa các Earth sẽ viết lại toàn bộ khái niệm ở vũ trụ điện ảnh. Và trên đây là tuốt tuần tuột những gì bạn cần biết về các Celestials ở quá khứ, hiện tại và tương lai của vũ trụ điện ảnh Marvel. Không biết chúng mình chẳng may bỏ lỡ chi tiết nào hay không? Nếu có thì các bạn hãy comment phía bên dưới để tất cả cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird, out.